Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay em lên sóng trên một mẫu xe 5 chỗ nha em. À, nhỏ gọn, giá thành hợp lý, lợi xăng tiết kiệm anh em ha. Con này là con Ford Laser sản xuất năm 2002 với dung kích động cơ là 1.8 bản đủ anh em ha. Bản đủ thì nó có túi khí này, cửa gió điều hòa đằng sau. Và máy chấm 8 thì máy chấm 8 nó chạy nó ngon hơn anh em ha. Xe thì màu trắng rất là đẹp. Anh em mình mua về cũng đổ xăng là đi thôi. Xe thì em kiểm tra hạng mục gầm máy rồi, em kiểm tra rồi. Máy lạnh điều hòa Redbook anh em ha. Gương kính chỉnh điện bấm hoạt động bình thường. Đó, xe thì cũng được lên đề nổ từ xa, đề start top một chạm rồi anh em ha. Và cũng đã được lên màn hình Android kèm theo cắm lùi, cắm hành trình. Đó, xe thì có nội thất da thì bọc da hết rồi, sạch sẽ rồi. Bên ngoài thì có nước sơn màu trắng anh em ha. Bóng loáng, nói chung sơn si rất là đẹp. Con này sơn si rất đẹp nha anh em. Xăm si thùng mình đồng sơn rất là đẹp. Nói chung anh em mua về con này về cũng có đủ xăng thôi, đi thôi chứ cũng không phải làm gì thêm. Bởi vì xe em cũng kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi. Và hiện tại thì chưa cần thiết phải làm gì thêm anh em ha. Đó, chưa cần làm gì thêm hết cả. Anh em mua về trước mắt thì cứ đổ xăng mà đi thôi. Đó. Xe này đó. Khóa mốt để nổ từ xa, anh em bấm khóa mở bằng mem 3 lần nha. Đó. Đó, trên cái phím này khóa mở 3 lần, bắt đầu xe đèn led ban ngày lên. Và tầm vài giây sau là nổ máy anh em ha. Đó, nghe nổ máy chưa? Còn anh em muốn tắt máy từ xa thì anh em cũng bấm em khóa mở 3 lần thôi. Đó. Thao tác thì cũng đơn giản thôi anh em, rồi máy tắt rồi đó. Đó. Phôm dáng em nói thì anh em thấy rất là đẹp, nhỏ gọn, đi lợi xăng tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng phụ tùng thay thế dễ tìm dễ có anh em ha. Nội thất bên trong tấp bi tấp lô nói chung là sạch sẽ hết rồi, cột kèo keo chỉ là nguyên bản. Mà xe thì không có hiện tượng đâm va tai nạn ngập nước anh em ha. Lên đề start top rồi nè, em giảm phanh là cái đề nó sáng nè. Là anh em chỉ cần nhấn một nút rồi là nổ máy thôi. Máy móc rất là dễ nổ, nhích cái nổ, nhích cái nổ thôi. Chạy cũng rất là sướng, nhẹ nhàng, con này chạy nhẹ nhàng, tay lái, đúng không? Trợ lực là nhẹ nhàng hết nha. Camera lùi đâu có đầy đủ hết rồi em. Camera lùi đây, đầy đủ hết nha. Có cảm biến lùi, camera lùi luôn, đầy đủ hết. Cảm biến lùi có luôn, và có cam hành trình nữa này. Nói chung xe thì nói chung sạch sẽ. Ghế bọc da, da bò hay màu rồi, đen đen da bò anh em ha. Gương kính chính điện nè, hoạt động tốt, trơn tru nhẹ nhàng anh em ha. Lên xuống trơn tru nhẹ nhàng hết. Tắp bi rồi vẫn còn nỉ này, phím bóng này vẫn còn đẹp nha. Những cái phím này, cái nút này anh em thấy nó còn, những cái vân này nó còn đẹp này. Vô lăng cũng còn chất. Con số tay lái thì rất là nhẹ nhàng. Con số tay lái nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết anh em ha. Bể thì tay sạch sẽ anh em ha. Nói chung xe thì bên em xe cũ thôi, nhưng mà bên em dọn khá là sạch sẽ cho nên em nhìn mướt mắt anh em ha. Giấy cờ số thì bên em cả số không số máy bên em bỏ sẵn đây cho anh em. Sau này về anh em có cần rút hồ sơ thì anh em bổ sung giấy, không phải cần ra tiệm cà anh em ha. Chứ nhiều chỗ người ta không cà cho nên anh em về anh em ra tiệm cà cũng phải 150 đến 200 nghìn rồi. Còn bên em là có thợ cho nó cà sẵn hết cho anh em. Về là anh em chỉ cần đưa cái đó bổ sung cho em là em rút hồ sơ. Sau này nhập anh em cũng lấy cái giấy đó anh em nhập, đỡ tốn tiền cà. Trần phào là trần nỉ anh em ha, trần nỉ thu xe đẹp hết nha. Đèn đuốc cũng đầy đủ hết rồi. Đèn đuốc đầy đủ hết. Nhìn thấy không? Không thiếu cái gì hết. Xe nói chung mà sơn si thùng mình là sạch sẽ lắm anh em, nhìn mấy cái nắp này. Nhiều xe người ta không vệ sinh mấy cái nắp này, anh em nhìn nó dơ giấy lắm. Nhưng mà xe bên em vệ sinh kỹ từng chi tiết cho anh em. Tuy là cũ thôi nhưng mà phải sạch đẹp vệ sinh hết cho anh em ha. Nội thất đằng sau cũng như đằng trước thôi. Gọn gàng sạch sẽ, ghế da rồi người ta bọc cũng còn đẹp anh em thấy không? Bọc hoa trám đẹp, có cửa gió điều hòa đằng sau anh em thấy không? Đầy đủ hết nha. Nói chung con này đi mùa hè thì thôi, rất là mát, rất là lạnh luôn. Tắp bi tắp lô chỉ theo xe này. Đinh bóng cột kề rồi còn đẹp anh em. Bóp sau là mở bằng điện anh em ha, nhấn cái nút trên kia là đằng sau mở lên thôi. Nhiều xe thì bây giờ bằng cáp, nhưng mà con này nó hiện đại hơn tí, nó xài điện nút nhấn đấy. Thùng mình đằng sau là còn nguyên anh em ha, không mục mọt anh em ha, không có mục nha. Lúc xưa cua đều đầy đủ hết. Cabo sau anh em thấy này. Cabo sau kêu chỉ là còn nguyên si anh em ha. Xe nói chung mình em cam kết không đâm độ ngập nước nha, gầm bệ đẹp anh em ha. Đấy, gầm bệ sắc si này. Đó, mấy cái này cát bụi nó dơ anh em ha, cát bụi nó dơ thôi. Xe người ta phủ gầm hết rồi anh em. Có phủ gầm hết cho anh em rồi. Đây là anh em yên tâm về vấn đề mục mọt anh em ha. Con dán xe quá đẹp, 88 triệu thôi em. Một mức giá vô cùng hợp lý luôn. Xe thì lên đề start top để nổ từ xa rồi. Cái đề nổ từ xa nó rất là quan trọng anh em ha.
khi mà anh em để xe ngoài trời á, rất là nóng luôn. À, phải có cái đèn nổ từ xa đó thì anh em lên xe em mới mát được. Chứ mà để mà lên xe mà ngồi đợi máy lạnh nó mát thì phải lâu lắm em, 4-5 phút. Đó. Nhưng mà con này máy lạnh nó rất là sâu anh em à. Anh em chỉ cần để ngoài trời tiếng 2 tiếng anh em đề máy con này lên tầm 2-3 phút là nó lạnh bên trong xe rồi, nó mát bên trong xe rồi. Khi mà anh em lên thì nó rất là dễ chịu luôn. Đấy. Thao tác thì cũng rất là dễ. Bấm nút trên nút khóa cửa này, 3 lần khóa, bấm khóa, mở, khóa, mở, khóa, mở, khóa, mở 3 lần thì tự động nó nổ máy thôi anh em, rất là đơn giản. À, nó có cái đèn định vị đó để báo anh em biết. Anh em nhìn cái đèn nó sáng là anh em biết xe đang nổ máy rồi. Đó, à, là anh em tầm 3-4 phút sau anh em đi ra xe là hợp lý luôn anh em. À, tuy là nó đơn giản vậy thôi chứ nó rất là tiện lợi trong những cái mùa hè nóng bức anh em ha. À. Nhiều xe đời mới cũng đâu có anh em, mua là về phải độ phải lắp vào. Nhưng mà xe này người ta chịu chơi, người ta lắp cho mình rồi thì mình khỏi cần lắp. Đấy. Màn hình Android cam lùi cũng đầy đủ rồi. Máy 8.8. Nổ rất là êm. Cột kèo đinh bấm này, kêu chỉ là còn nguyên si. Xe thì bên em kiểm tra rồi, không có đâm đụng ngập nước anh em ha. Đấy. Nếu như mà xe nào nó có va chạm nhẹ em sẽ nói là va chạm nhẹ, còn xe nào nói đụng là đụng nha anh em, còn xe nào không đụng thì nói sẽ không đụng nha. Con này là không có đâm đụng gì hết nha anh em. Đấy. Máy 8.8 nổ tròn tiếng lắm, êm. Cam kết với anh em không đổ hơi, không kêu cam kêu cò, kêu chỉ là nguyên si anh em ha. Này, kêu chỉ này. Đó. Máy móc thì nói chung gọn gàng sạch sẽ rồi. Kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi anh em. Về anh em cũng không phải làm gì thêm. Đấy. Form dáng em nói. Đó, nhìn nó vẫn sai như mạc anh em ha. Đấy. Lốp láp này. Đấy, lốp láp về cui, đẹp hết. Sơn si bên ngoài là có ca mây luôn em mà, sơn si có ca mây ánh tím luôn. Gầm bệ thì phủ gầm hết rồi, nguyên con luôn này, nguyên cầm phủ đen hết rồi em này. Đó, đỡ được biết bao nhiêu tiền luôn. Ghế da bọc lại rồi, đẹp rồi. 88 triệu qua vận chuyển anh em ha. Anh em nào vào xem xe trực tiếp chạy về có bất phí cho anh em xem xe trực tiếp chạy về anh em ha. Xe em ta thấy đây, đẹp hết nha. Nói chung xe rất là đều xe. Đó, không có lôn côn anh em ha. Sắc nét từng chi tiết. Đó, kem cũng kiểm tra gầm bệ rồi, máy móc gầm kiểm tra rồi, chưa có cần gì phải làm thêm. Đấy, sau này anh em đi về anh em kỹ thì anh em muốn làm gì thêm anh em làm, chứ hiện tại thì đầy đủ hết rồi, không cần làm gì nữa nha, hiện tại là không cần động gì hết. Đó, 88 triệu anh em bao vận chuyển nha, anh em nào cần thì alo ngay cho em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.